Tại tranh thủ sợ vào cái dịp lễ này nó cao điểm đó, cho nên là tranh thủ sớm sớm xíu. Tình hình sân bay hôm nay thấy vẻ như là thoải mái hơn bên trước, rất là đông, cho nên là năm nay cũng lo sợ là đông nên tranh thủ đi sớm. Chiều 26 tháng 4 năm 2024, một ngày trước kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 kéo dài 5 ngày, nhiều hành khách đã đến cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sớm để làm thủ tục chuyến đi. Khác với nhiều dịp lễ khác trong năm, khu vực làm thủ tục của các hãng hàng không đều thông thoáng. Hành khách không cần phải xếp hàng quá lâu để làm thủ tục. Lý do ở cái vị trí gì di chuyển lên nó cũng có nguy cơ tắc đường, cho nên đa phần là sẽ đi trước khoảng tầm 30 phút so với những cái dịp bình thường, 30 đến 60 phút cho cái dịp bình thường. Thường thế. Còn hôm nay mình đến đây thì mình thấy thì mình hôm nay là vắng đấy. Chỉ có mỗi tội là đường đi vào sân bay vốn dĩ nó không đông thế thì nay nó lại đông. Chắc là do cái điều hướng phương tiện giao thông như nào đó. Theo thông tin các chuyến bay ở màn hình thông báo, một số chuyến bay bị delay. Những hành khách tới sân bay từ sớm đã phải tìm chỗ ngồi chờ đến giờ khởi hành mới. Lịch bay là 18 giờ 5 phút, nhưng mà bị delay rồi. Mới báo delay thì 7 giờ mới bay. Mà chị đi từ lúc xuống đây là lúc 3 giờ chiều, làm thủ tục xong rồi ngồi chờ này, từ chiều đến giờ. Thì cho bé nó về nó chơi, nó đi du lịch ở mấy cái Hà Nội với chùa Bái Đính đấy, cho nó đi cho nó vui, để về nó đi học. Chị thấy là cái giá vé nó mắc hơn đấy. Còn như là vé như cái đợt này mà như mình mua mà bay trước cái ngày lễ đấy thì nó cũng không đến nỗi. Tớ di chuyển 4 năm nay rồi thì nhìn chung là như đợt này 30 tháng 4 này thì thấy mua ổn hơn so với dịp Tết. Còn so với lại các cái thời điểm thì thực sự cũng không nhớ hết. Thế nhưng mà nó như lần này thì nó không phải là quá khó khăn. Còn giá vé thì sao ạ? Giá vé thì nó nằm trong cái ngưỡng, nghĩa là có cao hơn so với trước. Mà như báo đài đưa thì do bối cảnh của máy bay rồi các hãng nên là có lẽ nó cũng là hợp lý. Theo thông tin từ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong cao điểm từ 26 tháng 4 đến 1 tháng 5, dự kiến phục vụ 4.280 chuyến bay với tổng số hơn 688.700 hành khách. So với cùng kỳ năm 2023, số chuyến bay giảm tới 186 chuyến, kéo theo lượng hành khách giảm tới gần 70.000. Nếu ngày cao điểm nhất dịp lễ năm ngoái, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ tới 810 chuyến bay, thì năm nay con số này giảm chỉ còn 740 chuyến. Đáng chú ý, nếu như số chuyến bay quốc tế dịp lễ 30 tháng 4 2024 khởi sắc tăng 222 chuyến, thì hành trình của các chuyến bay nội địa lại giảm hơn 1.000 chuyến. Tương ứng với đó, lượng khách quốc tế tăng hơn 27.000 hành khách và quốc nội giảm hơn 96.300 khách. Mặc dù lượng khách sụt giảm, nhưng cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vẫn chủ động họp và đưa ra các phương án thống nhất với tất cả các đơn vị tham gia hoạt động khai thác tại sân bay. Đặc biệt, trong cao điểm dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ bố trí lực lượng gồm đoàn viên thanh niên cảng và đoàn thanh niên Học viện Hàng không Việt Nam tham gia hỗ trợ hành khách tại khu vực an ninh soi chiếu, khu vực sảnh công cộng, nhà ga quốc nội trong khung giờ cao điểm.